Chào nhà thân yêu, hôm nay Đình Bảo sẽ chia sẻ món gà kho gừng với nghệ nha, rất là ngon. Đây con gà đi bộ của Mỹ, mình sẽ cắt nhỏ 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 ra vừa ăn nha. Xong trụng nước sôi, mình rửa muối xong mình trụng nước sôi cho nó ráo để nó không có bột dơ với khử mùi luôn. Giờ xong nó ráo rồi, gồm có gừng, củ hành và tỏi, bột nghệ. Bắt tay vào việc xào cho các bạn xem nha. Đây hạ xuống cho thấy cái chảo. Mở lửa. Khi chảo nóng mình sẽ bỏ tỏi vào khử cho nó thơm. Thơm xong xuôi rồi mình mới bỏ gừng và củ hành nha. Xào nó săn xong có mùi đậu thơm, bỏ gà vào xào. Và bỏ bột nghệ vô. Tùy theo cả nhà dùng nhiều hay ít nha. Thường thường mình bỏ là 2 muỗng cà phê. Nếu cả nhà muốn đậm thì 3 muỗng tùy ý. Để chia sẻ cho nhà xem bí quyết ngon và giúp cho bao tử luôn. Đó, quan trọng là mình khử nha, mình khử gà cho nó sạch sẽ, khi mình nấu nó sẽ không có bọt dơ nhiều. Nên mình ướp muối, cắt xong mình rửa sạch, ướp muối khoảng chừng 1-2 phút. Xong mình nấu nước sôi, mình trụng nó một cái cho nó tái là nó sẽ không có mùi hôi của gà luôn. Rất ngon. Chảo nóng rồi. Mình sẽ bỏ vào dầu ăn nha, vừa thôi, không cần nhiều, tại gà nó đã có mỡ, gà mái nó có mỡ, mình bỏ ít dầu thôi. Đầu tiên bỏ tỏi vào. Khi tỏi nó vừa thơm nha, nó vừa thơm, mình sẽ bỏ gừng với củ hành vô. Ngã hơi vàng ha, bỏ gừng với củ hành vô. Xào cho nó thơm, không cần dầu nhiều đâu cả nhà, vừa thôi, một muỗng gần một muỗng canh dầu ăn là được rồi. Sẽ xào hoặc là mình tao cho nó thơm, bỏ gà vào vậy thôi. Vậy vừa đủ độ thơm thôi, nếu mình làm quá thì nó sẽ bị khét, đúng không? Nó thơm đấy nè, bỏ gà vào. Nó căng nha. Rồi cả nhà giảm lửa để này để nó khét nha. Sau đó mình sẽ cho vào một súp gà đó cho nó, cho vào 2 muỗng nha. Hai súp, nếu mà có lạc thì mình sẽ nêm thêm.
mình thường là 2 muỗng cà phê. Tại vì nhiều quá nó sẽ bị đắng nha. Uống nhiều ăn không được. Cái màu đẹp ha, đặc sắc. Rồi, người miền Tây thì có cái hậu đường á, thì tùy cả nhà nha. Mình thì mình sẽ cho 1 cúp đường, thêm tí xíu. Đó, đơn giản thôi. Là cho 1 xíu dầu hào. Cái dầu hào đó là nó làm cho thơm và ngon. Mình cho vào chừng 1 muỗng thôi nha cả nhà, 1 muỗng muỗng canh á. Xào lên. Rất là thơm. Rồi, khi sôi là mình giờ mình chỉ có bật lửa cao lên là mình bỏ nước sôi vào nha. Khi giờ nó săn rồi mình sẽ đổ nước sôi vào nha. Khi mà nó sôi sắc xuống rồi á, mình sẽ cho vào 1 muỗng nước mắm nha. Sau cùng gà này nó mềm lẻ lắm, nó vừa cạn nước là vừa xong luôn. Và thịt nó vừa chín tới trong nó ngon, đừng để nó chín quá over cook không ngon nha. Rồi, hết sảy, không cần nêm gì luôn. Vậy thôi. Trong vòng 10-15 phút là có món gà kho gừng với nghệ. Nó xả nghệ dùm kho gừng nghệ nha. Bí quyết ăn ngon. Để cho nó hơi sắc xuống vừa chín rồi mình tắt lửa nha. Nó sôi khoảng chừng vài phút nữa là rút nước là mình tắt lửa. Ok, đây là hấp dẫn, anh em vừa ăn luôn. Nếu em muốn mặn thì thêm tí bột nêm mà như vậy là ok rồi.
giờ nó vừa ngon tới rồi, mình bỏ củ hành nha. Những củ hành cho nó thơm. Ở nhà chùa miếng nước nha, để chan nha. Bắt kẹo quá không có ngon. Rồi, xong xuôi. Nó hơi keo keo là được rồi. Ngon rồi. Một chút đúng. Xong. Rồi cho nó cao, cái nữa tắt lửa. Cái bếp này nó sẽ vài phút nữa nó sẽ sắt xuống nha. Đó, để quay cận cảnh cho nhà xem. Cái đồ xong xuôi. Có món gà kho với gừng và nghệ nha. Nước hơi sạch sạch. Chan cơm hết sảy. Rồi có mua sẵn dưa leo rồi. Có dụng thịt bỏ nguyên tiêu của tôi. Chúc các nhà buổi sáng có thể đặt vui nha. Nhớ xem ủng hộ thịt bỏ nguyên tiêu của tôi. Sẽ làm nhiều món khác cho các nhà xem nha. Chia sẻ cho những ai không biết nấu ăn. Sắp tới đây là đẹp hơn.